Rồi, để ra thử cho mời. Wow. Gà quá ngon cả nhà ơi. Trời, thơm quá, thơm lừng luôn á. Nước mắm tới nước mắm rồi. Cả nhà ơi, giờ gà hấp nước mắm nhĩ của em đã xong rồi đây nè cả nhà ơi. Mời cả nhà cùng ăn với em nha. Quá. Đúng không? Sao mình thấy bao lên. Mình bao hết. Bao hết. Bao hết luôn. Trời ơi, nhìn cái đùi đã. Chấm nước mắm nhìn cái, nó đã không? Cái nước mắm này nó sạch lại nó dẻo và ngon quá ha. Nó kẹo lại ngon quá. Nó làm như cái bánh tráng rồi. Ồ, mời cả nhà nha. Em mời cả nhà, cả nhà. Quá bức xúc cả nhà. Bữa nay Trường sẽ phốt bà Mười cả nhà ơi. Ở nhà bà với ổng dám lấy gà của Trường, bắt gà của Trường ăn cả nhà. Bức bực bội luôn. Gà mới mua về ba con gà, nhà làm sạch ba con luôn, không chừa lại con nào luôn cả nhà. Đi theo Trường. Quá bức xúc. Được quá mà. Có ba con gà ở nhà, ba người cũng dám bắt gà làm của tôi nữa. Bữa nay cho mọi người xem bộ mặt thật của bà Mười với ổng, hai vợ chồng ổng này nè. Có ba con gà, mình nuôi ba con à, mà giờ cũng bắt gà của mình làm nữa là sao trời. Bữa nay em bắt gà của Trường em làm thịt đây. Quá bức xúc. Làm ăn chỗ này chứ sống nhăn luôn cả nhà. Gà của Trường nuôi phải không? Trường mới bắt cặp gà, ba con gà này về mới là sáng thôi. Ở nhà Trường đi công chuyện, ở nhà ba người đè nhau bắt ba con gà của Trường ăn. Mọi người thấy nóng máu không? Giờ đó đè, một rổ gà đây luôn nè. Trời ơi là trời, làm ăn sống nhăn gì trời. Thấy mua về chỗ nào mà ai biết nuôi. Gà của người ta mua về ta nuôi rồi, đâu phải là gà đem về mà ăn thôi, ăn thịt đâu. Ai biết nghe, không nói rõ á. Trời ơi, đó cái thằng khứa đó. Mình kêu đó ở nhà coi cho gà uống nước giùm ngang. Rồi xong cái bắt đè hai ba người đè nhau bắt gà ăn hết trơn luôn, bắt ba con gà. Phải bắt một con ăn không tức mà làm luôn ba con. Cả nhà thấy nóng không? Thế nào cho hết tới ba con. Trời ơi là trời. Vậy mới đã chứ. Trời ơi, mua gà kêu gì để bắt nước sôi. Cho uống nước đi, hồi bắt nước sôi mặn thì ta mặn về la. Ai kêu mà bắt nước sôi? Ta kêu là gà để ở nhà cho uống nước đi. Chứ chưa bao giờ kêu bắt nước sôi nha. Ai biết nha, do ông với ông kia tùm ta tấm ba tấm bảy rồi kêu bắt gà xong đã rồi đổ thừa kêu bắt nước sôi rồi kêu bắt nước sôi nào vậy, kêu ông đó là cho gà uống nước giùm Trường đi công chuyện, ở nhà bắt hết gà của Trường ăn luôn. Thấy quạo không cả nhà, đây là chủ mưu, bảo vàng chủ mưu nè, bữa nay phải phốt bỏ cho biết. Bực quá cả nhà ơi, lỡ rồi ra làm thịt ăn luôn. Bà Mười ăn ở nhà bà bắt gà của con mà làm thịt nha, mà tới công chuyện con bà Mười ơi. Ôi, bữa chiều nay hết đồ ăn rồi con ơi. Hết đồ ăn cái đi đi đẹp ba con gà của người ta đổ giống như bắt ăn luôn. Hết đồ ăn rồi, bữa nay bà bắt bà mặn cái món mới rồi. Hôm hổm dài bà Mười chưa có mặn món này nè. Món gì? Gà hấp nước mắm nhĩ nè. Biết làm không? Đâu con chặt dừa đi rồi hồi mình làm coi. Xin chào cả nhà nha. Thì ngày hôm nay Trường có nuôi về ba con gà để dành đổ giống. Thì ở nhà bà Mười với ông Mười với ông Hải đè bắt hết trơn luôn cả nhà. Bữa nay lên Trường phải phốt bà Mười cho biết. Bây giờ là Trường đang chặt dừa ra cả nhà, để hồi nữa là Trường sẽ làm chỉ bà Mười làm món gà hấp mắm nhĩ nha cả nhà. Trái dừa để đây đi, để hồi nó lấy trái. Trái dừa ngon nè. Đặt thêm trái nữa cả nhà ơi. Dừa giờ hấp mắm nhĩ là phải có nước dừa nha cả nhà. Trước tiên thì mình phải chặt trái dừa ra. Dừa này nó dừa nạo mà ngon ha. Dừa ngon cứng cỏi. Ok cả nhà. Đó thì gà hấp mắm nhĩ này là trước tiên là phải có nước dừa cái đã cả nhà. Thường thường cái này ăn là cái vô duyên quá. Ăn đó đẹp gái, trái dừa người ta được cái mặt mà không ăn rồi sao. Rồi gà vô. Giờ là mình sẽ bỏ vô. Bỏ vô sẵn trong nước dừa luôn. Ba con, hai gà tre, con gà mái cả nhà. Để dành hấp mắm nhĩ. Gà này là cả nhà. Thì là gà hấp mắm nhĩ này á, thì trước tiên là mình phải có nước dừa ha. Thì Mười lấy nước mắm đi, cái chai nước mắm ngon mình á. Đổ vô cái chén đó đi. Đổ vô nước mắm đó, đổ vô đi còn chỉ cho khoa. Rồi ít thôi. Rồi được rồi, nhiều đó nước mắm rồi. Thôi được rồi, được rồi. Rồi bây giờ nè, Mười lấy miếng bột ngọt. Pha đi, chỉ cho pha. Cái bột
Ê, ít ít một ngọt rồi. Nửa muỗng một ngọt rồi, miếng nữa đi. Rồi, miếng nữa, miếng một ngọt nữa. Rồi, ok. Rồi, múc một muỗng đường. Đây là cái nước mắm pha nha cả nhà. Một muỗng một ngọt. Đường một muỗng đường đi, múc một muỗng đường luôn. Rồi, múc cho thêm miếng đường đó. Rồi, ok. Rồi cho miếng tương ớt vô. Cái chai tương ớt vậy ớt đất rồi. Đây. Tương ớt là mình cho 2 muỗng vô. Này tương ớt 1 muỗng. 2 muỗng. Rồi. Tương ớt là để làm gì? Để lấy màu á. Rồi mình có cho thêm cái gì hả? Không? Rồi hành tỏi. Bỏ nguyên củ vô. Có tiêu không? Có. Cho vài hạt tiêu nữa. Ok. Ở đây là mình có nước mắm nè, tương ớt nè, bột ngọt nè, với dài đường. Với bà Mười biết sao không? Dạ. Khi mà nước dừa, mình nó có nước dừa á. Rồi nó sẽ thơm cái mùi nước dừa rồi. Mình cho cái gia vị này hỗn hợp này ít thôi. Rồi giờ tưới lên. Đó, mình quét đều cái gia vị rồi, mình tưới lên. Tiêu mình để nguyên hộp hết không? Tiêu nguyên hộp luôn. Mình xài tiêu sọ hay là mình xài tiêu sọ để cho thơm. Tiêu sọ cho thơm ngon. Đó, Mùi nhớ chưa? À, nhớ cái gia vị này rồi đó. Rồi nữa mình đun lên thì cái nước gà nó sẽ ra với kèm với nước dừa. Nó sẽ ngọt cái nước. Đó cả nhà, thì cái gia vị trường ớt vậy ha. Thì đây hành tím tỏi, trường cũng bỏ vô luôn. Thơm, đó, ok. Rồi, bỏ vô luôn đi. Bỏ vô luôn. Ngồi nữa mình chừng nào gần ra cái mình đập thêm một ít nữa. Được chưa? Ít thôi ha, tiêu này cay lắm. Ít thôi, đập cho mớ nữa, hồi nên bỏ lên. Ok, bây giờ là Trường sẽ nhúm lửa lên cả nhà ơi. Bây giờ Trường sẽ nhúm lửa lên cả nhà. Nhúm lửa là để Trường hấp gà, hấp mắm nhỉ. Thật sự cái này là kêu hấp mắm nhỉ thì quý cô bác nhiều người sẽ liên tưởng tới là luộc nước dừa này cái nọ, nhưng không phải, tại vì khi mà mình làm cái kiểu này á cả nhà, nó ngon lắm, thật sự. Tại vì đó là Trường làm ở trong quán á, thì trong nhà hàng nữa. Thì gà hấp mắm nhỉ kiểu này là rất là chuộng cô chú anh chị mình ăn. Tại vì mình hấp nó giống như kiểu khìa nước dừa vậy cả nhà, về sau nó rất là ngon. Khi mình hấp cái nước sốt, cái nước mắm của mình á, nó keo lại, rồi con gà nó đậm vị lắm cả nhà. Cả nhà gắn đợi video của Trường nha. Thì ở đây là bữa nay Trường sẽ trổ tài làm cái món gà hấp mắm nhỉ, sẵn Trường chỉ cho bà Mười làm luôn cả nhà. Tại vì bà Mười cũng chưa có từng làm cái món này á. Hả Mười? Đúng rồi. Đó. Chưa làm đâu. Bây giờ. Ở quê mà Mười làm chỉ có món chân giả thôi, còn những cái món mà ngon như đợt như vậy thì bà Mười chưa làm. Ok. Thì trước tiên thì Trường pha nước vậy nha cả nhà. Để xíu nó đi. Lên. Rồi nắp nồi đâu ta? Có nắp không? Có, nãy bà cho ra luôn kìa. Ở đây. À. Hôm nay Trường sẽ làm món gà hấp mắm nhỉ siêu đỉnh luôn nha cả nhà. Cả nhà chờ xem xíu nha. Giờ mình chụm cho nó sôi lên. Cả nhà ơi, giờ em đi cắt đọt lá chuối đặng em làm cái mâm chút để gà lên nè cả nhà. Nhà vườn mình có lá chuối. Lành ha. Nghỉ thì mới nghỉ à. Mà quá đã mọi người ơi. Ngon nhìn kìa. Ngon. Quá ngon. Bắt đầu nó sôi lên đó. Ừ. Rồi nó chụp đỡ cho nó sôi thì sôi lên kìa. Sao thì sôi vô ha, cái cho nó thấm lên ha. Ừ. Bắt đầu cái nước dừa với lại cái nước mắm mình ở đây nàng chuẩn bị hồi nó cho nó sạch lại ngon lắm. Sạch ngon lắm ha. Nè, sôi quá. Nó đang sôi lên. Nè, hồi mình trở nó lại một cái nữa quá con. Đúng rồi, trở lại cho nó thấm lại ha. Nó để nó keo cái nước.
nó phải keo, nó cái nước này nó sôi, nó chín gà xong rồi mình trở lật lại cho thấm màu. Để bà lấy cái giá nè. Ôi, gửi cái thứ cho mời. Wow. Gà quá ngon cả nhà ơi. Trời, thơm quá, thơm lừng luôn á. Nước mắm tới nước mắm rồi. Thơm quá. Nước còn nhiều. Nhiều lắm, nước dừa còn nhiều mà. Hấp phải chút nữa xíu nữa cho nó mới chín gà hết. Rồi xong mình lấy. Con có cần lấy cái đũa à? Để em xong con đây. Nước nó ngon quá. Chắc nó mặn lắm. Không mặn, nước dừa mà mặn. Không, tại nãy thấy mình để nước mắm hơi nhiều một xíu á. Tại con cái nồi này nó hơi to hơn. Hơi nhỏ. Còn nãy cái xoong kia nó bự hơn thì cái này nó cao quá, cái bề cao nó cao quá. Để con lật gà này. Ok cả nhà ơi, gà chín quá ngon cả nhà ơi, nhìn nè cả nhà. Gà này quá đã ơi. Đó, bây giờ nó đang chuẩn bị chín rồi cả nhà, để Trường đun cho nó khô khô xuống xíu, đang Trường lấy cái nước sốt đó cả nhà. Bà Mười vô lấy cái đồ đựng rồi. Đây cả nhà đợi. Cả nhà đợi Trường xíu nha. Bây giờ gà chín gà ngon lắm cả nhà. Quá đã luôn. Giờ Trường đun cho nó cái nước sốt này nó keo xuống xíu nữa mới ngon được. Bốn người, năm người, có bốn người, năm người mà. Cả nhà ơi, Mười ơi, Mười ơi. Ôi. Quả trời ngon rồi nè. Quá, wow, vàng ôm luôn rồi cả nhà ơi. Đó, bắt đầu gà bắt đầu lên màu đó cả nhà. Cho miếng, cho nó thấm nước mắm vô. Thấm đẹp quá ha. Nó. Vô. Vô. Một con gà. Cái con này cho nó thấm màu cái Mười ơi. Dạ Mười, để cái này qua bên ha. Ok ok, cho thấm màu xíu đó. Nóng quá. Cho cái nước sốt của mình đó. Nó keo lại cái nữa. Keo lại cái này, nước chấm ha. Đúng rồi. Chủ yếu là bây giờ cho nó thấm lên cái màu gà nè. Làm sao mà cho cái màu này nó thấm thiệt ngon á. Rút lại từ 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 cho thấm vô gà nó mới ngon được cái nước mắm kêu cái này gà mắm nhỉ á. Nhưng mà mình không có mắm nhỉ thì mình chơi nước mắm ngon. Rồi, cho cái mâm qua đi mọi người. Bắt đầu nó keo lại rồi, nó thấm vô gà đó. Còn con nữa. Sao tôi bị ăn cắp gà rồi bắt tôi làm nữa là sao ta? Kỳ công kỳ trời. Vừa ăn mất gà còn phải bắt làm gà cho ăn nữa. Vì con là đầu bếp mà. Đó, hai con, ok. Ra đi. Lấy cái kéo à, cắt con gà đây luôn. Chắc làm tư luôn. Ok cả nhà, giờ là nước mắm gà có đang sệt luôn nè cả nhà. Đó, bây giờ Trường sẽ để cho nó keo lại xíu nữa cả nhà. Nè, cả nhà. Đó. Đặt lại xíu nữa. Đặt keo nè cả nhà. Một chút nữa cái mình ra mình chấm gà mới ngon. Đó. Ngon chưa cả nhà ơi? Ok ok. Rồi. Cả nhà ơi, ngon chưa? Lấy cái tô đi phải. Dĩa nè. Dĩa hả? Lấy dĩa mà đựng dĩa mới đúng không? Hai dĩa nè, để hai. Ok ok ok. Cả nhà ơi, giờ gà hấp nước mắm nhỉ của em đã xong rồi đây nè cả nhà ơi. Mời cả nhà cùng ăn với em nha. Quá đã luôn cả nhà ơi. Trời ơi, nước mắm gà nè. Hôm nay em làm gà hấp mắm nhỉ, bà Mười ăn cắp gà của Trường á cả nhà. Cả nhà, hồi nãy em với ông xã em với Hải á bắt gà của Trường em ăn nè cả nhà. Ui cơm. Trời, ngon quá. Vô. Wow, gà hấp mắm nhỉ ngon quá cả nhà ơi. Cho mình hấp dẫn quá. Để qua đây xíu. Đúng. Rồi, xôi ơi, cơm ơi. Cơm thôi cả nhà ơi.
Đâu rồi, cái kéo đâu rồi, quên nữa, cắt cái kéo rồi. Kéo ai cắt. Đó, bà mời để xích dưới đó nó xíu. Dạ, con đem vô rồi. Trời ơi, gà chín rồi. Ngon quá ha. Giờ người ăn cái cạp nha. Mở cơm ở đây, người ăn cái cạp. Bữa nay ăn cạp. Đây cả nhà, để Trường thử cái miếng gan này cả nhà nha. Ồ, mời cả nhà miếng gan nha. Chấm vô nước mắm gà luôn nè cả nhà. Kéo đâu? Đấy. Đó, cái nước mắm này nước mắm từ hấp từ gà ra luôn nha, chấm vô. Wow, bỏ đây. Xong chưa con Hải? Rồi. Rồi 30 ngon ăn cơm. Rồi rồi, rồi xuống. Mời cả nhà. Cái cơm đây. Không ngon không hết trời. Hả? Dạ ăn cắp á. Em mời cả nhà cùng ăn cơm với em nha. Ngon quá cả nhà ơi. Mình ăn cái lới rồi mình ăn cái cắp đi. Rồi nha. Vô. Ủa, nó có kẹo kìa. Kẹo không? Cho mình thấy. Bao liền. Có đã. Có đã luôn nha. Em lấy vô cho ngoài xong đâu ra gì vậy? Cho mình tạo cái này. Lâu quá. Ăn cái đồ cả nhà ơi. Bữa nay cho cameraman nhịn bữa luôn đi. Mình bào hết. Bào hết. Bào hết luôn. Ôi nhìn cái đùi đã. Chấm vô nước mắm nhìn nó đã không? Cái nước mắm này nó sạch lại nó dẻo và ngon quá ha. Nó kẹo lại ngon quá. Nó làm như cái bánh tráng rồi. Ồ mời cả nhà nha. Em mời cả nhà, cả nhà. Ngon quá Trường ơi. Ngon quá. Đây mình ăn này camera em chảy nước miếng. Quá sức ngon rồi. Quá đã. Thấy miếng chế còn hả? Gà dai. Dai ngon ha. Hai gà đổ máy luôn. Gà cặp gà mái của người ta, gặp gà để dành đổ đổi đổ trống á. Ở nhà gặp ông Hải ông bắt sạch luôn trời. Bằng gì gà tre. Tre mà hết nói. Thịt nó ngọt nữa. Đâu có cơ hội mình lùa. Phải phải ăn lấy vốn rồi mới được. Chán không quá. Hải mày chưa thấy đâu. Nãy mà ở dưới Trường đang làm quay hoàng đang làm á. Tự nhiên cái gỗ gà cái mâm gà mất này. Ghê chưa. Ngon quá. Quá ngon ha. Đâu con kèm vô miếng rau nữa coi. Chấm à. Chấm cho cái nước sút này coi. Ngon quá. Ngon ngon. Thì sợ luôn cả nhà. Khi mà gà hấp mắm nhỉ cái này á, cả nhà sẽ làm thử nha. Không ngon không lấy tiền. Làm miếng rau chấm miếng sốt à. Ngon rồi. Rau chấm vô ngon quá. Ngon. Ngon. Bắt cái này ăn hoài không ngán á. Làm cái này ngon nè. Ngon. Mai mốt cứ làm như vậy đi. Mời để anh. Mai bắt gà của ổng á. Mời bắt gà đá của anh ha. Ừ. Không được hả? Mời là mình làm. Hấp cái mắm nhỉ. Mà bắt con gà trống của ông. Trông hay vậy đó mà hấp mắm nhỉ. Ông có con gà 2 triệu đúng không? Có ạ. Ờ, thế đó. Ngày mai con sẽ lấy con gà 2 triệu của ông. Mai cậu Hải với ông đi uống cà phê nha. Mai đi đám rồi. Đám hả? Đám đâu? Chủ nhật nữa. Đi đám xa xa, chừng nào về về nói mày biết, mày đĩa hay gì? Mày đĩa gà tao sao? Hả? Trước sau vẫn mắc à? Yên tâm ha. Thứ được. Mình sẽ làm gà nấu giá cày. Ừ, đúng rồi. Mà không cho ông ăn luôn mới tức. Ừ, cho ông tức chơi. Ừ. Chưa caramel hả? Dạ. Ừ, con này hả? Dạ. Ừ, không uống vậy. Thật sự bữa nay gà quá ngon cả nhà. Lâu lâu quá làm gà hấp nhỉ để ăn tới bến luôn. Dạ cái đó.
ngon rồi. Gà ăn trộm mà ăn ăn ngon thiệt. Không phải nó ăn trộm, nó chơi cho vui với ăn lén. Gà mần lén mà ăn thiệt. Cả nhà ơi, mần lén mà ăn thiệt. Bán cái đồ ăn. Thiệt tình mà. Quốc thử miếng gà này coi. Chắc gà này không ngon quá. Không dai đúng không? Ừ. Nó hơi mịt. Rồi, thử coi. Tắm vô nước mắm này cả nhà. Gà này phải tắm nước mắm vậy nè. Rồi cả nhà nha. Cũng được. Ngon đó nha. Không đến nổi dở. Nó tuyệt đỉnh cái nước nè. Nước tới nước. Ngon. Cái con gà đó tuy nhiên mình nói tuy nó không bằng con gà cha nhưng mà nó vẫn ngon, có vẫn ngon mà. Nó tới nước rồi. Không cần chấm thịt ăn, chấm rau ăn rất ngon. Ồ, xé cái gào ra. À, bỏ vô. Vô nước mắm xịn sò luôn á. Thì tẩm đi. Quá ngon. Con này chấm chấm mới nổi chứ. Ngán. Ngon quá. Tính sao mà mời? Dạ. Một thù chứ. Phục thù hả? Phục thù. Phục thù giờ con phục thù ổng mời nha. Ừ. Con không con làm con gà của ổng à. Giờ bà nghe nói là mời ổng đi đó. Mai đi đúng không? Con sẽ bắt con gà trống. Một là hầm xả. Ừ. Hai nữa là mình sẽ nấu giả cày. Ừ. Bây giờ mời mình nấu món gà giả cày đi. Ừ. Bởi vì á, giò heo giả cày có ăn rồi nè. Mà gà giả cày mình chưa có ăn. Không, tôi sẽ nấu giả cày kiểu miền Bắc. Nấu ghiền mẻ mắm tôm á. Mà cái con gà đá đó có con mồi nuôi đó. Rồi. Lâu rồi, dài ngon. Dài ngon. Ai cho không nhịn luôn. Nhất định ngày mai mà mình tranh thủ ha. Ổng đi, ổng vừa đi lại nhà là mình tập liền. Vô mình làm liền. Làm hai bà cháu ăn thôi. Ông Hải đi lắm không? Hả? Không. Không đi đám hả? Ừ. Chủ nhật mới đi. Cho miếng đi, cho miếng thịt đi. Wow. Ngon. À. Dài mà ngon. Đúng thịt gà ngon thiệt. Ừ. Ngon. Có miếng thịt nó ngon. Ừ, dai mà. Dai ha. Dai mà, vẫn dai mà. Vẫn dai. Ừ. À, ăn cho đã đi trời. Bào ạ. Bào ạ. Bây giờ có mấy cục nè. Cũng muốn đã nữa rồi. Mà ơi, rớt sống hả? Chắc nãy mình làm còn sống. Cái trái mà bé vậy đâu có lẽ. Cái này không, cái này cắt chiều này không được. Chừng mà cả nhà cái cánh nha. Khóc này nữa. Ngon quá cả nhà. À, thịt nè. Không có nĩa. Cái nĩa. Thịt. Đó. Mềm quá. Cái kẹp mình nó hơi mềm. Mua kẹp lớn rồi mình tính. À. Mới mốt mua kẹp có thấy không trời. Đâu cả nhà, cái này là cái gì? Cái đít. Cái này là cái gì? Cái thâu câu gà. Ông mười là đảo pháo câu cái gì? Tao câu, tao câu gì cũng làm hết trơn. Ôi, cục thịt trắng tươi luôn. Rồi xé nó ra vậy nè. Ăn thịt này nó phải vậy nè mọi người. Xé thấy ra nó mới thấm với nước chấm nè. Đúng rồi, nó thấm vô đều vô. Đó, xong rồi, bỏ vô chén. Mời cả nhà nha. Hai bà cháu mà bào lúa hết dĩa nước chấm bên kia cờ nguyên. Mình đang ăn cơm đây mà. Ngủ. Ăn cắp tre kìa. Xe mình đúng rút ào ào kìa. Rồi. Tới nước ha. Để chấm nước hao còn đem ra nữa. Đó rồi. Nước chấm á. Gà hấp nhiêu đây nước khỏi chứ đâu nước nhiều chứ hả?
nói mình bên đây á, mình bào quá trời bào. Ngon nhỏ chấm mà. À, giờ tới hàng bào ra rồi đó cả nhà. Tới ba bào ra tới nè. Nước cameraman nãy giờ chảy nước miếng nhiễu nhão hết trơn. Lại thiệt. Quá ngon. Chảy nước miếng ròng rã luôn cả nhà. Kéo cái tóc lên chút bầu xù hả. Đó. Quá đã cả nhà. Rồi mời. Chào khán giả đi. Ha, được rồi. mười đang nhai. Mười bắt nhai rồi cả nhà. Đó, cảm giác nay học được cái món này chưa? Được, bữa nay bà mười học được cái món gà hấp nước mắm nhĩ rồi. Ngon không? Ngon. Rồi ok, vậy mốt là bắt con gà ông làm nha. Mời nhất định ông mời đi đám bà mười, bà cháu nhà mình làm. Nay sẽ chỉ cho bà đó cái món gà hấp mắm nhĩ. Ủa lộn, con gà nấu riền mẻ mắm tôm. Mình ăn kèm với bánh mì. Rồi chào khán giả đi. Thôi em chào cả nhà nha cả nhà. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha. Hẹn gặp cả nhà lại các video sau cả nhà. Ok, bye bye. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Bye bye. Kia mất ăn rồi cả nhà.